Ok, và hai, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ không chơi tập kích Việt Nam nữa, mà mình sẽ qua Trung Quốc để có thể nói chung là phiên bản tàu đấy, để có thể test được cái chế độ mới gọi là chế độ bắn robot. Ok, thì không dài dòng nữa, mình sẽ bắt đầu nào. Đó, đây là giao diện mà bắn robot có một cái logo riêng luôn, có chữ New này, đấy các bạn nhấn vào. Đấy, bên này có robot, các loại robot. Mình chỉ có con này thôi, level 2 thôi. Bạn có thể úp SX lên lên. Đấy, level 4, level 5 luôn. Khi mà các bạn lên level thì các súng này cũng chắc chắn là nó sẽ lên, nó trâu hơn. Mình trang bị có một súng này, trang bị vào. Đao đây cũng các bạn có thể trang bị vũ khí vào. Đó. Bây giờ mình chưa đủ level để trang bị. Có tất cả là 1, 2. Hiện tại chỉ có 8 robot thôi các bạn ạ. Tương lai chắc chắn là sẽ update lên nữa. Đó. Cái này là hộp công cụ giống như vậy, nhưng mà của mình cũng không có gì. Để trang bị cái này vào, trang bị vào. Cái này bán à? Cái này trang bị này. Đây là cài đặt, đây là cái giống như gara vậy các bạn. Ở đây chỉnh sửa thông số robot, nhưng mà mình cũng chả có cái vẹo gì để chỉnh sửa cả. Chip chốt gì thế này đó, các bạn gắn những con chip để tăng sức mạnh HP đó, gắn những con chip giống như chip Dragon, chip ấy vậy, gắn vào tăng sức mạnh như khảm ngọc vậy. Nó hình dung giống như các bạn hình dung cái chức năng đấy giống như khảm ngọc vậy. Và đây là con robot của mình vừa được cấp, nó nhìn nó khá là trâu chó đấy. Thì không biết chế độ này sẽ chơi như nào, thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay một trận đấu nhá. Start, bắt đầu. Nó cách chơi giống như kiểu đi rank vậy các bạn ạ. Đó, các bạn có thể mời thêm bạn bè người thân bằng cách là nhấn vào đây, nhưng mà hiện tại thì mình không có bạn bè gì bên này. Ở linh tải và linh tải thì mình linh tải và hướng dẫn mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video cho các bạn nhé. Thì các bạn cứ kích vào đấy và tải và hướng dẫn mình đều có sẵn phía bên dưới phần mô tả video rồi, các bạn kích vào đấy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm nào. Thì mình chơi qua một ván rồi thì mình thấy chế độ này khá là hay, thích anh em mà. Kiểu 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 nó không giống hoàn toàn tựa game mà chúng ta đang chơi đâu, nó giống như một tựa game cách biệt vậy, giống như một tựa game bắn robot trong cái tựa game tập kích này, hoàn toàn khác luôn. Minecraft thì mình còn một thế một tí liên quan, còn cái này thì hoàn toàn không. Ở đây một cái map bất kỳ, chúng ta chọn vào một con robot, mình chỉ có một con thôi, chọn vào đó. Với hiệu ứng chất lư, và đây là súng. Đấy, chúng ta đợi đủ team hết giờ là nó mở cửa cho chúng ta sẽ chạy vào chạy ra. Mình chưa chơi map này lần nào luôn nhá, lần nào luôn đấy. Đây có, chúng ta mình sẽ giới thiệu qua một tí. Đao này, chém đao chắc là một phát thôi, chạy tốc lực nó khi mà chúng ta bị bắn mà chúng ta nhấn vào cái để trả trả thù. Còn đây là có cái này, khi nào mình gặp trường hợp bất kỳ ấy mình vừa bắn xong, chứ bây giờ không bắn được, bắn nó thốn lắm, tí nữa không có mà bắn đi. Không thấy đâu nhỉ, chúng ta phải hồi cái gì đây, không hồi máu, không hồi, chưa hồi. Các bạn thấy cảnh tượng bắn nhau, bắn nhau y xèo luôn. Đếm thời gian 5 phút nha anh em, giống như đấu đội vậy. Sao bọn nó không thấy đâu nhỉ, lúc đầu kín thế. Là những hòm máu này chúng ta sẽ hồi máu, nhưng mà mình đang phun máu không cần phải hồi, không khéo tí này không có mà hồi nữa. Mày quẩy tao không ạ? Úi giời, kinh được một đứa rồi. Làm gì nhau? Ôi, thằng cha nó kìa. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Hồi máu. Không chết bà giờ. Rồi, thành công. Mình đã hồi được vài trăm máu. Khá đủ để chơi. Ôi vai. Thôi thôi, chạy đi đâu được, tên lửa nó có tên lửa tầm nhiệt. Ở cái chỗ này các bạn thấy là hoàn toàn khác biệt so hoàn toàn so với lại game luôn. Chúng ta chỉ là một nhân vật trong những cái nhân vật để điều khiển con robot này đi bắn trả những cái thằng khác, những cái thằng quần què khác. Hy vọng là chế độ này sẽ về Việt Nam, tại vì mình thấy nó khá là hay, không có cảnh nhảy nhót hay là bay nhảy gì nữa. Chế độ này không có chạy nhảy nha anh em. À, chạy thì được nhưng mà không nhảy. Đấy, tí nữa mình sẽ quyết tâm kill bằng dao thử xem. Lượm cái hòm này. Ồ, nó giống như chế độ adventure vậy. Các bạn thấy nhận những item để có thể lên máu, lên đam rồi lên các kiểu.
cá nó chạy rồi. Chúng ta chiếm lấy cái này thì phải. Cú kia chạy đâu? Yeah, mình lại phi được một đứa nữa rồi. Chết luôn, hai kin. Quá ngọt nước. Ôi mẹ ơi, hai ba thằng như này. Với em chạy cho nó lại. Núp đây, núp đây, núp đây, núp đây. Đợi hồi tên lửa nào. KS. Quá ngon anh em ạ. Quá hay luôn. Rất là hay. Là khi mà gặp trường hợp cấp bách thì chúng ta hãy nhấn cái nút tốc thái, tăng tốc lên. Ví dụ như mình đang nhấn đây. Bắn xem nào. Mình treo máy. Ngon. Bắn lại à? Quá muộn rồi. Làm gì nhau? Úi dồi, 4 kin. Sao mới chơi mà trình độ mình đạt thượng thừa như này nhỉ? Quá VIP luôn. Cách chơi, lối chơi của trò này khá là hay. Giống như chúng ta đang tập làm siêu nhân vậy. Bắn nhau Excel. Và cái này mình cũng không biết tiếng Tàu đâu, cho nên anh em đừng có hỏi tại sao mà mình có thể vào được phòng như này. Tất cả chỉ là đội hình bắt chữ thôi, đoán mò thôi. Có hết đàn à? Ôi, nó phá hủy robot mẹ. Ngu người. Khi mà chết xong rồi anh còn dạng háng này chứ. Cái này kiểu là phúc cái địch. Mình vừa nhận được tin nhắn rồi, không sao cũng được. Đó, hiệu ứng khi mà mở đầu một con robot, khi chúng ta bắt đầu ấy, hiện ra rất là đẹp. Như kiểu phim khoa học viễn tưởng vậy. À, viễn tưởng vậy. Mình còn một phút nữa. Cố gắng sẽ làm top, ăn cái top là được rồi. Không chạy nhảy nên chúng ta muốn chạy đâu, nhảy đâu cũng không được. Vì robot trong chế độ này thì di chuyển rất là chậm chạp. Hy vọng là mình sẽ có cách để tăng tốc độ của con robot này lên. Mày à, kin anh ạ. À. Vào đây. Thằng bên kia nữa. Wow, thấy ạ. À? Đây là cây giống như cây shotgun vậy. Bắn nhiều quá nó nóng cái nòng nên nó đỏ đỏ, hiểu bạn thấy không? Tại vì lần đầu phải làm là phải có lúc nghỉ ngơi. Đây, 3 kin rồi. Nếu mà làm suốt thì nó không chịu không nổi. Vào đây đớp miếng máu đã. Đó, cho nó phun máu đi, cho nó an toàn. Đâu nhỉ? Win. Hết thời gian bên mình đã win. Và đương nhiên chúng ta lại có thêm một trận nữa. Ui giời, 5 phút nữa các bạn ạ. Rất là lâu. Cực kỳ lâu luôn. Mà trận đấu robot như này ít nhất phải, nếu mà chơi tính trung bình ra, ít nhất phải trên 10 phút đấy. Tại vì một trận 5 phút mình tưởng là kết thúc chỉ có 5 phút thôi. À chè, lại thêm một hiệp nữa. Chạy nào, chạy nào, chạy nào. Mình có thể, các bạn có thể đổi vũ khí giống như mình hồi nãy. Vào trang bị cài đặt để đổi vũ khí. Rồi mình tăng tốc để chạy hôm nay. Qua cái hết, kin đầu. Lên đây không được. Chỉ dính một cái gờ tí chứ thôi nhiều. Nghĩa là không nghe được rồi. Mở hàng. Úi dồi ôi. Ngọt nước luôn. Hy vọng thì mẹ không thấy mình. Sau này kéo ra hay làm gì nhau. Ôi vai, hết máu anh em ạ. Hết đạn chứ. Và súng nó nóng quá bắn không được. Chúng ta phải muốn bắn thì phải để cho súng nó nguội. Ôi 5 kin rồi. Chuồn đi kiếm một máu đã. Đây rồi, có hàng rồi. Cái di chuyển tốc độ nhanh thì nó hồi liên tục. Cứ khoảng 3 giây, 4 giây thì nó hồi một lần. Còn mà những cái khác thì nó chậm lắm. Giao diện thì cũng không khác gì một ván đấu đội bình thường. Chỉ khác là cái lên chưa nó khác thôi. Thay đổi về tinh tâm sinh lý đấy. Ok, mình bây giờ mình tìm thấy đối thủ. Bên này có gì đây? Lên đớp thính xem có gì nào. Ồ, cái người bảo vệ vậy. Là được tăng GP lên. Làm gì nhau?
Úi rồi bài kinh rồi các bạn ạ. Bài kinh liên tiếp mà chơi chế độ robot này hơi bro đấy. À. Úi rồi ôi. Áp chờ luôn. Bá đạo vô. Ô thằng cha nào. À quân mình, quân mình, quân mình. Nhìn vào ra các bạn thấy biết được màu xanh là quân mình. À, bắn nhiều thì súng nó kiểu bị hỏng, chúng ta phải đợi thời gian để nó hồi phục. Wow, wow, wow. Rất là bá đạo. Mình là trùm. Yeah, hỗ trợ luôn. Ô. Ô bị hỏng rồi. Nó bị hỏng rồi không chạy được. Làm sao đây? Chắc phải qua bên kia đớp cục thính chứ không 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 không, không phải chết mất. Máu ở đâu rồi? Ô HP nào. Ủa, phải quá muộn. Giây phút cuối cùng thì mình bắn lén mất. Tỷ số bây giờ của mình là đang nắm top. Nắm top bao nhiêu kill đấy nhỉ? 14-3, quá pro luôn. Hơn cả những thanh niên ở China chơi cả chục lần. Mình thì mới chơi hôm nay mới đại lại game thôi. Mình không ngờ lại trâu chó như thế. Chơi khá là vui. Anh em phải biết nắm bắt tình hình. Nắm bắt ở đây có nghĩa là gì? Thì anh em phải phân biệt được lúc nào sử dụng súng nào, lúc nào sử dụng súng kia. Chúng ta phải giành nhanh chân và giành được chiến thắng. Thằng cha này xác định là phải nằm dưới tay mình rồi. Ba thằng một lần luôn. Ôi nó gần hết máu rồi anh em ạ. Mình cũng nhấp nháy rồi. Hỗ trợ. Đáng mê thật. Bắn như thế mà đi hỗ trợ đi lấy le. Ôi dao à. Thanh niên chém là cần giết được mình rồi nhưng mà số nhỏ quá. Lúc đấy mà dùng dao chém phát là mình có lẽ mình đi luôn đấy. Dao nó mình chưa dám thử lần nào luôn. Tại vì súng nó quá mạnh rồi. Mình lại gần chưa kịp dùng dao thì nó đã cái S. Ba kill. Wow. Căn cứ đã được bên mình chiếm. Đấy, chúng ta sẽ chiếm cái căn cứ này này. Làm gì nhau? Ui. Trâu vai anh em ạ. Hình như hai ba thằng bắn mình một lần đấy. Tại sao lại chết sớm như vậy được? Bắn giáp ra cả với thằng này đúng cũng khá là hay. Nhưng mà tại vì hai ba thằng bắn một mình cho nên không trụ nổi. Bộ giáp này nó yếu quá. Và đây là bộ giáp khởi đầu của level 1 mà. Nói chung là robot nguyên thủy. Chưa cải tiến gì. Các bạn thấy chat với kênh bên ngoài đây. Hello. Hello Ajinomoto. Nhưng mà mình không chat được rồi. Kết thúc trận đấu. Yeah. I stop. Không biết là giết được bao mấy chục kill này. Thì sau khi chơi một trận thì mình thấy wow, mình được tặng cây đao gì đấy. Đấy, sau khi chơi một trận thì mình được tặng quá trời đồ luôn. Cái này, những cái vật phẩm này sẽ được trang bị vào con robot của mình. Mình bắt đầu nghiện phiên bản China rồi đấy. Các bạn chơi không cảm thấy chán. Rất là nhiều chế độ và nhiều cách chơi khác nhau. Đấy, 17-4 các bạn ạ. Quá pro. Những thanh niên khác thì chỉ có hít khói phía sau thôi. Đó, kể cả thằng VIP này cũng thế. Được rồi. Đây là một video review nhỏ về chế độ robot này. Anh em nếu cảm thấy thích thì đừng quên bấm like và subscribe channel mình nhé. Còn đây thì hôm nay mình chỉ làm cho vui thôi. Và link tải và hướng dẫn thì mình sẽ để phiên trên dưới phần mô tả video cho các bạn đăng ký nick luôn. Ok, xin chào và các bạn video sau. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Đừng quên bấm like và subscribe channel mình nhá. Phê vai. Quá là siêu nhiên luôn. Lần đầu lái máy bay, à robot chứ.